Theo đó, tháng 10 năm 2012, mức giá tăng bình quân các tuyến 2.000 đồng một lượt và tăng hơn 25.000 đồng với vé tháng. Với mức giá này, ngân sách chi phải hỗ trợ 14% chi phí trên một hành khách đi vé lượt và 74% chi phí trên một hành khách đi vé tháng. Theo tính toán của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vào thời điểm đó, sau khi điều chỉnh giá vé, trong trường hợp không có biến động về chi phí cho vận tải hành khách công cộng, thì trợ giá xe buýt mỗi năm lẽ ra phải giảm gần 300 tỷ đồng so với những năm trước. Tuy nhiên, theo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị, số tiền trợ giá xe buýt dự kiến năm 2013 là 1.100 tỷ đồng, tăng hơn 110 tỷ đồng so với năm 2012. Lý giải cho việc này, đại diện Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị cho biết, từ sau khi tăng giá vé, Hà Nội đã mở thêm 2 tuyến xe buýt mới là tuyến 61 và 62. Trong khi đó, tiền lương cũng đã tăng, chi phí nhiên liệu cũng lên vì xăng dầu tăng giá nhiều lần. Do vậy, để đảm bảo cho dịch vụ xe buýt được hoạt động, thành phố vẫn phải cố gắng hỗ trợ.